Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin nóng nhất trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 11 tháng 8. Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp về phục hồi sau đại dịch. Hội nghị của Thủ tướng với doanh nghiệp có chủ đề chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững được tổ chức hôm nay 11 tháng 8 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 63 địa phương. Đây là hội nghị đối thoại của Thủ tướng với doanh nghiệp có quy mô lớn, gắn với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi sản xuất sau đại dịch. Hội nghị với sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực được kỳ vọng sẽ hiến kế, đưa ra những giải pháp phù hợp, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp để sớm phục hồi, vượt qua những khó khăn của đại dịch, góp phần cho phát triển kinh tế. Đánh giá từ các bộ ngành cho hay dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành, góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, giảm thiểu tác động từ đại dịch. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong năm 2020, tổng quy mô các giải pháp hỗ trợ khoảng 129.000 tỷ đồng. Năm 2021, tổng quy mô hỗ trợ khoảng 145.000 tỷ đồng. Năm 2022, dự kiến thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân với giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí là khoảng 233.000 tỷ đồng. Xem xét đề xuất tiếp tục hỗ trợ lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Theo chương trình, sáng ngày 11 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về thành lập thị trấn Bình Phú Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Sau đó sẽ xem xét quyết định việc bổ sung dự án luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp sửa đổi vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Vào buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Tiếp đó sẽ xem xét đề xuất của Chính phủ liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo Nghị quyết 03 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cuối buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu bế mạc phiên họp này. Chiều nay giá xăng có khả năng giảm thêm khoảng 1.000 đồng lít. Các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu cho biết, thị trường dầu thô và xăng dầu thành phẩm đều giảm. Do đó, giá bán lẻ xăng dầu vào kỳ điều hành chiều nay ngày 11 tháng 8 dự kiến sẽ giảm khoảng 1.000 đồng lít. Mức giảm có thể sâu hơn nếu giá xăng dầu thành phẩm tiếp tục giảm, hoặc cơ quan điều hành trích quỹ bình ổn ở mức thấp thay vì 800-950 đồng lít như các kỳ trước. Sau 4 lần giảm giá, xăng RON953 đã giảm 22% so với đỉnh điểm vào ngày 21 tháng 6, 32.870 đồng lít, hiện xuống còn 25.600 đồng lít. Khoảng 3,35 triệu người được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết tính đến ngày 9 tháng 8, có trên 3,16 triệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại 61 tỉnh thành được xác nhận đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 500.000 đồng một tháng, tối đa 3 tháng từ quyết định 08 gói 6.600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hơn 196.000 lao động đi làm trở lại đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tại 51 tỉnh thành với mức 1 triệu đồng một tháng tối đa 3 tháng cũng được cơ quan này xác nhận để nhanh chóng ổn định cuộc sống, tập trung cống hiến cho doanh nghiệp. Như vậy, khoảng 3,35 triệu người sẽ sớm nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà. Con số này gần chạm mốc 3,4 triệu lao động được hưởng chính sách từ gói 6.600 tỷ đồng như dự kiến của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, hiện tiến độ giải ngân gói 6.600 tỷ còn chậm, tính đến ngày 6 tháng 8 mới đạt 8,36%. Được biết, hôm nay 11 tháng 8, Hội nghị giao ban đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định 08 sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 61 tỉnh thành trừ Lai Châu và Điện Biên không có đối tượng thụ hưởng. Cảnh
cảnh báo nguy cơ cháy nổ do thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã. Công an thành phố Hà Nội vừa có văn bản khuyến cáo người đứng đầu các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, chủ hộ gia đình và người dân thực hiện một số quy định bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã vào những dịp lễ. Theo Công an thành phố Hà Nội, từ trước tới nay đã ghi nhận không ít những vụ cháy xảy ra mà nguyên nhân chính là do việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã gây ra, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Do đó, việc thắp hương thờ cúng và đốt vàng mã cần phải được tuân thủ theo đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hơn bao giờ hết. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã vào những dịp lễ, Tết, mùng 1, ngày rằm, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, điện chiếu sáng, dây dẫn điện, bố trí khu vực riêng dùng để hóa vàng mã tại các vị trí an toàn, cách xa các vật dụng dễ cháy, khi cần thiết phải thắp hương thờ cúng để phục vụ cho việc hành lễ, cúng, tế phải có người trông coi, dụng cụ đỡ nhang, đèn bố trí nơi chắc chắn, cố định, tránh ngã, đổ. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.